Tony chỉ cho mọi người cách để chọn màu lâu vàng, lâu gốc vàng và lâu gọi là ánh lâu rêu ấy, để mà làm cho những khách có làn da trắng nha. Thì mọi người có thể dùng bất kỳ hãng mực nào cũng được, có thể là GH, có thể là Halafi, miễn là nó là mực để làm sợi. Thì mọi người chuẩn bị cho Tony một cái giấy màu trắng, giấy ăn màu trắng này, mọi người thấm cho nó ướt đi, ẩm ẩm thôi nha. Sau đó mọi người sẽ lấy một cái màu mà mình mua, ví dụ nâu đỏ này, cái này nâu vàng này. Đấy, thì cái màu nâu vàng này Tony sẽ dùng cho những khách có nước da màu trắng để phun nha. Đây, mọi người nhỏ một giọt, đấy, xong đợi nó loang ra. Đấy, đợi nó loang ra. Thì cái phần loang nó ánh gì thì đó chính là cái gốc, gốc màu thiên về ánh đấy của cái loại mực đó. Thì để mọi người dễ chọn nhé, chứ mọi người không thể nào nhìn được vào cái trung tâm của cái giọt mực này đâu. Trung tâm giọt mực này nó màu gốc, gốc của nó là đậm thì nó sẽ thành màu đen ấy. Đây mọi người nhìn rõ không? Đây, đây sẽ là màu lâu gốc vàng này, để cho khách da trắng nha. Đây cũng vậy này, nhưng cái này là hơi thiên về đỏ một chút, một xíu. Ví dụ như đây là mực GH này, màu nâu ấm này. Đó, mọi người thấy nó thiên về ánh gì? Này, nó thiên về sắc đỏ nha. Cái phần mà loang loang ra nó thiên về đỏ. Thì cái này mình sẽ sử dụng cho những khách có làn da ngăm, làn da nâu, làn da ngăm ấy. Và những khách mà bị trổ xanh, có lên nền mày trổ xanh nha. Đấy, hoặc mực của Kiều My này, nâu gốc đỏ này. Đấy, thấy chưa, cũng là thiên về ánh đỏ nhiều hơn nha. Đó,